giờ con rồi em rồi không có mẹ, rồi bây giờ mình phải lo làm ông mà cho có làm có em có con ăn, rồi đi vô đây chi, nó vô mất thì giờ nó làm sao, rồi làm sao mà có tiền, tao có cho nó được gì nó đi vô, tao không có trách con cháu gì, mẹ thì chết còn cha thì có nhà, thì rồi đi mần đứa này mần đứa kia mần đứa nọ mần nó mới có ăn, mà ai mà nuôi.